Các bạn ơi, cùng anh em nhà Ninbo đi ra vườn rau của bà ngoại để hái rau về nấu canh nhá. Rồi, chúng ta cũng vào vườn rau nào, bạn nào. Ơ, cái gì đây vậy? Ơ, một cái ống nhòm nè. Ừ, của bạn nào để quên đây thế nhỉ? Nào, chúng ta nhìn vào ống nhòm xem có khám phá được cái gì không nhé. Cái ống nhòm này nhìn rõ lắm các bạn ơi. Còn ngon lành thế này mà ai lại để quên ở đây thế nhỉ? Ơ, nhìn xa xa cái gì như chiếc ô tô thế? Nào lại xem nào. Cùng đi thôi các bạn ơi. Wow, một chiếc xe cứu hộ. Một chiếc xe cứu hộ 24/24 luôn các bạn. Ờ, còn số điện thoại nữa này. Xịn sò chưa? Ê, mình thử xem nó còn chạy được không nhé. Còn chạy ngon lành quá các bạn ơi. Vẫn chạy tốt nha. Đấy. Ồ, thế có lẽ là trong vườn này còn nhiều đồ chơi lắm đấy. Thử đi một vòng khám phá xem nhé các bạn. Ủa, cái gì nhìn giống cái thang ở kia vậy các bạn ơi? Đúng rồi, đúng là cái thang rồi. Sao nó lại ở trên cây thế này? Không biết cái thang này để làm gì các bạn nhỉ? Không lẽ cái thang này nó chỉ... mình biết nó ở đâu rồi. Đây. Cái này là xe khủng long, tại sao lại có cái thang nhỉ? À, đây, các bạn ơi. Gắn nó vào đây. Đấy. Nó sẽ thành một cái thang để mà cứu hộ. Cứu hộ đấy. Xe khủng long đó. Cứu hộ nha, nếu mà các bạn không thích cứu hộ các bạn sẽ gấp nó lại. Rồi, gắn nó vào đây. Ok. Tiếp tục nha các bạn ơi. Máy bay này nhìn như là máy bay chở hàng ấy nhỉ. Có cái khoang to thế này nè. Nào mình mở ra để khám phá xem bên trong này nó có những cái gì nhé. Đây, cùng mở ra nào. Wow, quá rộng luôn. Cái này nó có đầy đủ các đồ sửa chữa đây nhé các bạn. Đấy, lốp máy bay này. Rồi, có lẽ mỏ led, cánh quạt. Đấy, vô lăng, cảnh báo. Cho đến này là máy lạnh luôn. Có cả máy điều hòa nhiệt độ luôn. Có xì xò. Rồi, mình cất nó vào đây nhá. Đúng rồi, dưới này, dưới góc cây này mình phát hiện rất là nhiều nhá. Nhìn đây là cái gì giống con chim hay cái gì nhỉ? Ơ, nó có cái mỏ của nó luôn nè. Để gắn cái này vào xem nha. Ồ, đây là một chiếc siêu xe. Siêu xe robot hả các bạn? Con xe siêu nhân các bạn ạ. Nó có một cái... cái mỏ nó đáng sợ quá. Rất là nhiều cái răng. Kinh khủng quá. Chắc khủng long quá. Còn cái này là cái gì đấy? Này là một chiếc xe... cũng là một chiếc xe cứu hộ. Nhưng mà nó đang ở đây có lẽ từ lâu lắm rồi. Xe cứu hỏa. Nhưng mà bánh nó vẫn còn xịn sợ lắm. Bánh còn chạy tốt lắm các bạn ạ. Đấy, bánh còn ngon lành. Ủa, cái này là cái gì mà nhìn lên đây trời. Đây còn bị mất một bánh nữa các bạn này. À, hóa ra một chiếc xe đua trong quá trình đua đã bị bay lên đây. Bị gãy bánh mất tiêu. Ôi dồi ôi. Nó có một cái ghế dành cho một tay đua ngồi ở đây. Cái này là có lẽ là của hãng đua Ferrari. Một chiếc xe cần cẩu. Nó còn có nút bấm nữa này. Còn ngon lắm các bạn ơi. Xe này còn dùng được, đưa về cho anh em Ninbo chơi nhá. Tiếp tục thôi nào. Ơ, sao lại có cái container ở trong này thế này? Container nằm đây này các bạn. Ủa chung là xong rồi mà, như kiểu nó nằm đây lâu lắm rồi đấy. Nhìn này. Ui, cái gì mà rác, lá cây đầy thế này.
Còn có tổ chim nữa đây. Nhưng mà không có bánh các bạn ơi. Được mấy cái bánh này thôi. Ồ, nhưng vẫn còn xài được nha. Đâu hết nó cái này. Ui, vẫn còn ngon lắm. Đấy, đấy. Mặc dù mất hai bánh trước nhưng mà nó vẫn chạy được các bạn. Mình lại mang về. Chiếc máy bay nào bị rớt trong quá trình bay bị rớt cánh xuống đây chắc 370 á, chắc mình hát 370 quá. Sau này là có chiếc xe jeep, đây là chiếc xe jeep các bạn ạ. Sao nó màu là thế này, cái này để làm gì? Đây là kéo cái này bánh xe nó chạy các bạn ạ. Ồ, vẫn còn ngon thế. Để cho nó chạy thế à. Ở cái gì đây, giống như một chiếc siêu xe của ai để quên đấy thế nhỉ. Ui, mỏi chân quá. Thử lên đây ngồi xem nó có đỡ mỏi chân không nào. Tẹt 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 tẹt. Sao lại hư thế này? Để mình gắn lại xem có được không nha. Ý, chị gì đã hư thế này rồi. Thôi, mình lại đi kiếm đồ chơi tiếp đây. Nó cái gì đây? Cái xe gì mà một cục thế này sao mà chạy? Mình đoán nó là một cái đầu của cái xe gì đó. Có nút bấm nữa này. Cái này để gắn cái gì vào này. Chắc là một cái máy kéo hay là một cái máy cày. Chúng ta sẽ đi tìm tiếp phần còn lại của nó nha. Nhìn thì vẫn còn có vẻ xịn sò lắm. Đây, mình có cái xe bồn đấy. Bồn này vẫn còn được nha. Nó còn chống khói to chưa. Mình bán xe rồi. Mình bê tông đàng hoàng nha. Rất là ngon lành nha. Ôi, mình đã thu hoạch được một rổ đồ chơi rồi. Đi về thôi các bạn ơi.